hoàn hảo bữa tiệc 700 khách tại Gò Vấp, quả ngon thể hiện đẳng cấp vượt trội, khiến khách hàng hài lòng tuyệt đối. Với danh tiếng lâu năm trong ngành dịch vụ ẩm thực, nhà hàng Quá Ngon đã một lần nữa khẳng định đẳng cấp của mình qua bữa tiệc ngoài trời quy mô lớn, phục vụ hơn 700 khách tại Gò Vấp. Dù thời tiết không mấy thuận lợi, đội ngũ của Quá Ngon vẫn xuất sắc tạo dựng không gian ấm cúng và sang trọng, phục vụ tận tâm và chu đáo, đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối từ thực khách. Cùng Quá Ngon khám phá thực đơn cho bữa tiệc hôm nay nha. Thực đơn bữa tiệc được chăm chút kỹ lưỡng, từ món khai vị đến món tráng miệng. Khởi đầu với gỏi củ hủ dưa tôm thịt tươi ngon, thực khách được dẫn dắt vào hành trình ẩm thực tinh tế. Tiếp theo là tôm sú rang muối Hồng Kông, món ăn đậm đà, hấp dẫn vị giác. Điểm nhấn của bữa tiệc là gà mái dầu hấp mắm nhỉ kết hợp với xôi hạt sen, mang đến từ hai hoa giữa các nguyên liệu. Và không thể không kể đến lẩu cá tầm nấu măng chua, hương vị đậm đà làm ấm lòng thực khách giữa không gian ngoài trời. Cuối cùng, bữa tiệc kết thúc hoàn hảo với món tráng miệng trái cây tươi mát, gợi nhớ hương vị tự nhiên và thanh khiết. Nhà hàng Quá Ngon không chỉ mang đến một bữa tiệc ẩm thực tuyệt vời mà còn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, nhận được nhiều sự khen ngợi từ tất cả khách mời. Tuyệt vời, ngon quá mà hóa ra ăn lại quá ngon. Quá Ngon thực sự là biểu tượng của sự tinh tế và chuyên nghiệp trong nghệ thuật tổ chức tiệc. Và cùng chờ xem khách hàng đã nhận xét bữa tiệc này như thế nào trong video sau nha.